Dưới, hôm nay là tháng 11 ngày 4 2023. Hôm nay tụi này đang ở một cái ngày grand opening của VN Beauty Spa Day ở thành phố Garden Grove. Thì có rất là nhiều người đẹp đến đây hôm nay buổi sáng để ngồi một cái bar rất là tuyệt vời. Và trong đây là anh Quyền, là trong 6 người hội đồng quản trị, đang pha những cái cà phê rất là ngọt ngào và rất là thơm cho những người đẹp ở đây service. Và đây là một cái bar trong một cái spa đầu tiên. Thường thường spa không có một cái bar, thì đây có một cái spa. Và trong đây có nước, Linh thấy có cái máy nước Kangen luôn. Coi như là ở đây rất là tỉ mỉ và rất là quan trọng khách, nên sẽ dùng cái nước Kangen rất là tuyệt vời để pha chế những cái nước mình uống cho nó ngon, và lọc những cái chlorine ra khỏi cái nước đó để cho các anh chị em uống để có sức khỏe hôm nay. Đây là Jack, trong những người hội đồng quản trị ở đây, và các quý khách đang ngồi chờ ở đây. 12 giờ. Đâu 12 giờ trễ lắm. Bây giờ mình cần giờ.